sẽ là tiết mục của biểu diễn của câu lạc bộ Hoa Hướng Dương với nhịp điệu cha 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 đơn. Và ngay sau đây thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức. Và sau tiết mục này thì chúng tôi xin mời phần song ca của câu lạc bộ Cựu Chiến binh phường Minh Khai. Hiểu rồi ạ. Tại sao mà khi gặp các chị em của câu lạc bộ Hoa Hướng Dương thì em bảo trời ơi, sao chị nào cũng đều người đẹp dám xinh thế này. Xin cảm ơn thật là nhiều. Một tiết mục biểu diễn vô cùng sôi động và ấn tượng của những người phụ nữ xinh đẹp đến từ câu lạc bộ Hoa Hướng Dương.